Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Video Shop. Như tiêu đề của video, bữa nay mình xin hướng dẫn các bạn cái cách mà để mà nghe nhạc trên nhà máy mà không bị dính quảng cáo. Thường thường mà hay nghe bằng TV hoặc nghe bằng ứng dụng trên YouTube của mấy cái đầu thiết bị Android với bộ dàn karaoke thì lâu lâu nó sẽ bị dính quảng cáo. Thì bữa nay mình xin hướng dẫn các bạn cái cách đơn giản để mà mình có thể chọn một cái list danh sách bài hát nhiều, đó là nghe mà không bị dính quảng cáo. Ok rồi, bắt đầu nha. Đầu tiên thì qua đây mình cần vô cái ứng dụng, có sẵn cái ứng dụng là SKPlay này, SKPlay, một ứng dụng hát karaoke online đó. Rồi đó, thì cái này mình dùng hay dùng hát karaoke nhưng bữa nay mình dùng để nghe nhạc. Rồi sau khi vô ứng dụng thì trên điện thoại với ứng dụng á, mình phải vô chung một cái mạng di động. Ví dụ cái này đang vô cái wifi tầng 1 thì cái điện thoại cũng mới vô cái wifi đó. Và mình vô cái ứng dụng này. Đây, quay camera xuống đây. Là vô cái ứng dụng có hai phiên bản, một cái phiên bản cũ là cái chữ này. Còn phiên bản mới là cái chữ biểu tượng này. Thì vô cái phiên bản mới nó mới xài được cái tính năng đó. Đó, sau khi vô tải ứng dụng thì có danh sách bài hát, vô cái ứng dụng. Rồi, mình chọn tiếp bên cái phần YouTube này. Thì có hai cách, một là có cần coi video thì chọn bên YouTube và search cái bài hát đó. Ví dụ bạn thích cái bài mới là Cô Thắm Không Về đi. Rồi sẽ nó ra ở trên là một số bài là karaoke này, thì mình bỏ qua, mình đọc cái tên này, mình chọn những cái bài nào mà này là dạng bài hát này đó. Đây là những cái kiểu dạng bài hát này, đọc bài kiểu bài nào đó ta. Đó, rồi bạn có thể chọn một cái list danh sách những cái bài này, thì khi hát hết bài này nó sẽ tự động qua tiếp bài kế tiếp. Ok, đó là một cách. Cách thứ hai nữa là mình có thể ứng dụng cái Music Pro này. Là cách này là cũng search vậy luôn. Ví dụ như bài Sóng Gió. Đó, có ra một list danh sách này, mình có thể chọn. Chọn. Rồi có thích bài khác nữa, ví dụ qua thích Mr. Siro đi thì search tiếp Mr. Tắt cái chế độ non-stop đi, tại non-stop nó sẽ tổng tìm mấy cái bài non-stop vô. Đó, ví dụ bài này, chọn. Nó sẽ list thành một cái danh sách phát ở đây và nó sẽ hát hết bài này qua bài khác tuần tự mà không bị dính quảng cáo. Ok, đây một cách đơn giản để các bạn có thể hát từ bộ dàn lên dàn máy lên dàn karaoke mà không bị dính quảng cáo. Xong chưa? Mày thôi lắm rồi. Rồi sau khi chọn thì cứ bấm play thôi, play xong mình sẽ tới đó, nó sẽ tự động phát trên màn hình. Đó. Rồi hết bài này nó tự động qua bài sau mà không bị dính quảng cáo. Net. Ngoài ra có thể dùng mấy cái này trên điều khiển này để điều khiển này, ví dụ net tạm dừng hoặc tăng nhỏ âm lượng, một số cái chức năng này để mình xài điều khiển nhạc. Ngoài ra cái ứng dụng này có giúp các bạn coi hát karaoke được nữa. Mà về hát karaoke thì có cái video khác để nói rồi. Có video nãy mình nói về cái phần hát nhạc thôi. Ok ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã coi video. Và chúc các bạn một ngày tốt lành. Ok, tạm biệt.